con Linh ôn thi chăm chỉ và miệt mài, nhưng cái trận ốm đấy làm nó xỉu hẳn. Cậu Mợ Đê vẫn cố chăm bẵm, bố mẹ tôi năng sang chơi hơn, dúi cho nó mấy hộp e xua tầm bổ. Một tháng gần thi, nó vùi đầu vào học, cố quên đi mọi thứ vui hàng ngày. Họa hoàn lắm thì ngồi xem TV được dăm 10 phút, nhưng mà con Linh trượt, thiếu một điểm để vào nông nghiệp. Nó cũng chẳng đăng ký cao đẳng. Ngày viết tin, con Linh phát bệnh ốm cả tuần, khóc lóc, chán thì lại lăn ra ngủ. Đến bữa, cậu Mợ mang cháo lên mới chịu ăn chút tỉnh. Cái thân thể gầy gò của nó ngày càng được thể suy sụp, người tong teo, mắt trũng, thâm quầng. Thế nhưng con Linh vẫn đẹp, mắt nó buồn và lúc nào cũng ngấn nước như chực khóc. Cái tuần con Linh ốm, nó như một người khác, lúc tỉnh lúc mê, lúc khóc lóc vật vã, lúc lại cười làm nhà một mình. Có đêm cậu Mợ tôi đang ngủ thì con Linh đứng dậy bảo, ngoài bãi có cái đám ma to lắm, nhưng sao lại đưa giờ này. Cậu tôi chẳng nói gì, đuổi nó lên gác bắt đi ngủ. Sáng hôm sau trong làng có người chết thật, tiếng kèn inh ỏi re ré khắp nơi. Ngày đưa quan nhập thổ, đám đang đi qua con đường nhỏ ra sông cạnh nhà tôi thì không sao quan di chuyển tiếp được, chứng lại ở đầu đường nửa tiếng rồi mới đi tiếp. Người ta bảo người gốc ở làng lúc chết đi bao giờ cũng muốn ra sông lần cuối. Cậu Mợ Đây thấy vậy trong lòng đâm lo lắng. Thế nhưng con Linh không biết chuyện, nó mãi chìm vào trong cơn mộng mị của mình. Khóc nhiều lại biếng ăn, con Linh gầy rộc như da bọc xương. Cái tuần đấy có lẽ là thời gian tôi sang thăm nó nhiều nhất, ngồi trông nó, chủ yếu nghe nó khóc với cả nói luyên thuyên. Nó kể về một người làng bị chém chết đầu bãi ra sông cách đây hơn chục năm vì ăn trộm. Nó bảo lúc chết, người đấy bị trói gô lại, áp mặt vào bờ tường, dân đằng sau cầm dựa bổ vào đầu nứt toác. Tôi trông nó mà như thừa nửa với tinh thần. Một tuần sau, con Linh đỡ hẳn, không còn nói cười linh tinh nữa, mà đã chịu xuống nhà ăn cơm. Nó lại sinh hoạt bình thường, nhanh nhảu, nói nhiều, ăn cũng nhiều, dần ra người cũng đầy đà trở lại. Nó bảo quyết tâm thi lại năm sau. Bố mẹ tôi nghe vậy cũng mừng, rồi sau xin cho nó vào một trường trung cấp tài chính của quân đội, học kế toán, để nó đỡ có thời gian ở nhà một mình mà tự kỷ. Con Linh nghe lời bố mẹ tôi, xách cặp đi học và đi ôn thi lớp 13. Hè năm ấy, nhà tôi đi Hạ Long, mẹ tôi rủ con Linh đi cùng cho vui. Ở biển cũng hay, thoáng đãng và mát mẻ, tinh thần cũng dần trở nên phấn chấn. Thế nhưng, bố tôi chẳng hiểu đi đứng thế nào mà bị ngã dập lưng, phải bó thuốc. Cả nhà đành về sớm mà thuốc thang cho bố. Đợt đấy, mẹ tôi vẫn đi làm, hai anh em tôi đi học, nhà chẳng có ai trông bố. Con Linh xin sang ở nhà tôi, để thuốc men cho bác và cũng để đổi gió. Nó cũng chẳng biết có chuyện gì đợi nó tiếp theo. Con Linh sang nhà tôi có một thú vui rất hay, là cứ đến tối lại lên tum hóng mát. Khu nhà tôi toàn nhà tập thể 2 tầng, thỉnh thoảng nhú lên một căn 3-4 tầng. Thế nên đứng trên mái tầng 3 nhà tôi, ngó sang hai bên rất rộng rãi. Lên một mình chán, nó rủ tôi lên cùng nói chuyện cho vui. Từ đấy tôi cũng hay tranh thủ thu xếp bài vở, tối lên tum hóng gió cùng nó. Con Linh hình như rất thích để gió thổi vào mặt, nó cứ hít hà cái hơi gió thổi qua rồi lại cười bảo, con gái ở sông anh ạ. Lúc này nó chẳng còn quái quái như hôm tôi trông nó ở quê, bình thường như mọi đứa con gái khác, cũng nói cười phe phé như ai. Nó cũng không còn làm nhảm kể chuyện nọ kia nữa. Cho đến tối hôm ấy, như lệ thường, ăn cơm xong, con Linh tranh phần rửa bát rồi ngồi xem TV. Đến tầm 9 giờ, nó lại gọi tôi lên tum tắt đèn ngồi hóng gió. Đêm đấy oi, trời không có gió, cũng chẳng có trăng sao gì cả. Mãi nói chuyện, mãi sau tôi mới để ý đồng hồ đã hơn 10 rưỡi. Cả phố đã đi ngủ, chỉ còn một nhà gần nhà tôi trong đèn. Bỗng con Linh quay sang tôi bảo nhỏ, chẳng hiểu sao con gái con lứa tự nhiên mặc váy vào cái trời này anh nhỉ. Thấy nó nói một câu vô nghĩa
tôi nghĩ bụng có chuyện lạ. Con Linh cứ nhìn về phía nhà kia, rồi lại quay sang tôi bảo, cái con đấy chắc là hâm, đứng lên tung mặc váy đi qua đi lại, mà sao nó cứ nhìn em? Theo hướng nó hất hàm, tôi nhìn quanh, chỉ có duy nhất cái nhà đấy là sáng đèn và có tum, nhưng không có một bóng người. Cả phố chìm trong màn đêm im lặng, tĩnh mịch, còn tum cái nhà kia tuyệt nhiên không có ai qua lại. Anh đây à, sao con bé kia cứ nhìn em? Tôi biết rồi, thật sự là đến lúc này tôi biết có chuyện gì rồi. Tôi bảo, anh cũng thấy nó nhìn mày, nhưng mà không nhìn rõ nó mặc váy áo như thế nào. Nó mặc cái váy xanh liền thân, mới lại buộc tóc hai bên, có đoạn ngắn tí mà cũng không nhìn rõ. Mồ hôi tôi đổ ra lạnh toát sống lưng. Tôi kéo con Linh xuống, bắt vào phòng tôi. Lúc này tôi mới dám nói thật. Năm cấp 2, tôi chơi thân với một đứa con gái. Tuy học khác lớp nhưng nhà gần, đi học toàn đi cùng nhau. Chơi với nhau 3-4 năm, đến năm lớp 9, đang ở quê chơi với bà, thì bố tôi gọi về bảo con Linh chết rồi. Tai nạn tối qua, giờ mày có đi viếng thì tao qua đón. Con bé ấy tên là Linh, trùng cả họ cả tên với con Linh, em họ tôi. Tối trung thu năm tôi học lớp 9, nó đạp xe lên Bưởi mua pháo, đi qua Bùng Binh, mà bây giờ là ngã tư Cầu Giấy, thì bị một công nông chở gạch đâm chết. Chân tay nó gãy nát, rời ra, nhưng vẫn thoi thóp. Đến khi đưa vào bệnh viện giao thông thì tắt thở. Lúc chết, nó mặc bộ váy áo màu xanh liền thân và có thói quen để tóc hai bên. Con Linh cháu tôi nghe xong mặt cắt không còn giọt máu. Sáng hôm sau nặng nặc đòi về quê. Tối hôm đấy nó lại mất ngủ. Cái cửa sổ vẫn kín, chốt chặt từ hôm cậu Lê đóng đinh cố định. Nó bắt con Liên lên ngủ cùng. Lên tầng 2 phải đi qua một hành lang nhỏ, qua chuồng chó, theo các bậc thang ốp đá. Và câu chuyện thứ 11, góc mười. Bẵng đi một thời gian, kể từ dạo ấy con Linh không còn bị ma hành nữa. Nó được cái không để ý chuyện gì lâu, thế nên dần lấy lại cân bằng. Sau cái đợt con Linh bạn tôi theo nó mò về Ngọc Thụy, bà ngoại tôi đâm ra đăm chiêu và cau có nhiều hơn. Sáng sớm bà ra bờ sông cầm theo cái bị, đến gần trưa lại về. Thỉnh thoảng cậu Xê ngó sang thấy cái bị lúc về, bà xách nặng trịch nhưng không dám hỏi, hoặc cậu cũng không quan tâm. Cứ thế đến ngày thứ 10 thì bà không ra đấy nữa. Cái cửa sổ trong phòng con Linh vẫn bị đóng đinh chặt. Trước cửa phòng nó lại có thêm một lá bùa cậu tôi xin trong chùa. Thế nhưng khoảng vườn dưới chân cửa sổ, bà cấm tuyệt đối người nhà lai vãng đến. Có thờ có thiêng, có kiêng có lành, nên nhà tôi cũng chẳng ai dám cãi lời. Cái chuồng gà được cậu Đê kéo lại sát cửa vườn, cách chuồng chó một đoạn, lại đang dây buộc thành hàng rào ngăn cách với góc vườn sau. Ở góc vườn thấy bà tôi đặt một con chó đá không hốc mắt. Tôi kể thêm một chút về cái vườn nhà cậu Đê. Nhà cậu tôi xây 2 tầng, cầu thang và hành lang đặt ở ngoài. Dưới gầm cầu thang là một khoảng sân bê tông nhỏ, có cái giếng và bể nước mưa. Cuối chỗ đấy là đường ra vườn. Vườn nhà cậu ngăn cách với đường ra sông bằng một cái tường gạch cũ, chẳng biết xây từ bao giờ. Trong vườn chủ yếu trồng khế và 3 cây chuối ở góc tường. Chỗ nhìn lên cửa sổ phòng con Linh, đặt con chó đá ở đấy một thời gian, thì cái đường nhỏ đi ra sông sát tường nhà cậu bị bịt lại. Chẳng biết phường xã làm gì mà lại đem đất đá đến bịt kín cuối ngõ, đoạn nhà tôi, thành ra người làng không còn qua lại nữa. Con Linh vẫn sinh hoạt bình thường, cái cửa sổ vẫn đóng im ỉm và cũng không còn nghe tiếng gọi như hồi trước nữa. Hôm ấy nhà tôi có dỗ. Ở quê tôi có một món đặc sản rất ngon là củ chuối nấu với lươn,
đám dỗ nào trong làng cũng phải có một nồi lớn, nghi ngút và thơm phức. Đám trẻ con tỏ ra khoái chí với cái món này, lúc nào cũng dành ăn sạch sẽ. Trước ngày làm dỗ, tôi và mẹ về sớm để cùng cậu mợ chuẩn bị. Nhà rộng nên kê bàn ăn ngay tại sân nhà cậu Đê, lại kiếm cái bạt che ở trên nên chẳng khác gì cái rạp cả. Thoải mái ăn mà không lo nắng mưa. Chiều tối, mẹ tôi chuẩn bị ra chợ mua thì cậu xây gạt lại. Cậu bảo vườn nhà mình còn chuối. Chẳng nói chẳng rằng, cậu xây vác dao trèo qua cái hàng rào, đi ra chỗ ba cây chuối vườn sau, cũng là chỗ ngày xưa cậu Đê chôn con tin. Cái hố con tin bị tha mất xác năm trước giờ đã lấp kín lại, nhưng không hiểu sao đất ở đấy luôn mới, lúc nào cũng nâu tươi, khác hẳn màu đất xỉn xám ngoét như ở gốc chuối trong cùng có cái cây duy nhất mọc củ treo lơ lửng. Trời mùa đông nhanh tối, chạng vạng nhìn không rõ mặt người, cậu tôi lờ mờ nhìn thấy củ chuối vùng rào chặt, nghe đốt một cái tay cậu bị giật mạnh tê dần như vừa chém vào một cái gì rất cứng. Cái củ chuối vẫn trơ trơ, nhưng từ vết chặt một dòng nước lỏng lỏng chảy ra ồng ộc. Cậu đưa tay quẹt vào dòng nước rồi ngó xuống con dao, mẻ một miếng, cảm thấy kinh hãi, tưởng hoa mắt. Cậu nhìn lại chỗ vừa chém thì đằng sau bụi chuối, chỗ góc tường, một cặp mắt đỏ lòm trong bóng tối nhìn thẳng vào cậu rồi bảo: "Sao mày chặt tay tao?" Cậu sẽ hoảng quá, quẳng cả dao mà phi bán sống bán chết lên nhà. Nhìn thấy cậu la ầm lên, mặt tái mét, cả nhà hớt hải chạy ra. Lúc này mọi người mới thấy bàn tay trái cậu, chỗ đưa lên quẹt lúc nãy, bể bết máu tươi. Bà tôi từ bếp đi ra, không nói câu nào, không hỏi han, giơ tay tát cậu C một cái rất mạnh. "Thằng ngu!" Đoạn bắt cậu rửa tay, lên bàn thờ thắp hương. Còn bà thì đi ra chỗ cây chuối. Mẹ tôi, dì Tê mặt cắt không còn giọt máu, thút thít khóc vì lo cho cậu. Tôi cũng run như cầy sấy, nhưng không dám đi theo bà, mà chỉ dám ra ngoài chuồng chó hóng vào. Bà đi thẳng chỗ cây chuối, cái cạnh nhà che khuất làm tôi không nhìn thấy bà làm gì, chỉ nghe loáng thoáng tiếng mắng chửi. Năm ấy dỗ nhà tôi không có nồi củ chuối, cái góc vườn từ đấy lại càng kỳ dị hơn. Chẳng cần bà nhắc nữa, cả nhà tôi chẳng ai dám động một bước vào sân sau. Âu chỉ có cậu Đê hàng ngày vào chăm gà, nhưng cũng không lỡ rớ gần cái hàng rào. Chuyện cũng chỉ đến thế nếu con gà trống trong đàn không quá nghịch. Sáng sớm như mọi khi, cậu ra vườn mở chuồng gà. Con gà trống chẳng gáy cùng gì, vỗ cánh bay phành phạch lên cái hàng rào. Không để ý, cậu tôi đuổi theo giữ nó lại, đuổi một chập thì cũng tóm được. Sau này cậu kể, đang nghĩ bụng bực mình, tự nhiên thấy trong người là lạ và khó thở. Lũ gà đang kêu oang oác tự nhiên im bặt. Ông con gà trống trước ngực, đột nhiên cậu thấy cả đàn gà, hai con chó và con mèo đứng trên lan can cầu thang mở mắt chân chân nhìn cậu. Chúng nó đứng im, quay mặt nhìn thẳng vào mặt cậu, không sủa, cũng chẳng còn kêu nữa. Cúi xuống nhìn con gà trống, cậu tôi thấy một cục máu đỏ tươi, trông như con chó con. Sợ quá, cậu phi thẳng lên nhà trên. Từ đó cũng chẳng có ai dám loăng quăng gần cái chuồng gà. Chỗ góc vườn, con chó đá mù mắt vẫn đứng lặng thinh. Từ hồi ông mất, bà cất một căn phòng nhỏ lợp ngói ở cái sân đằng sau nhà cậu C. Từ cổng đi vào khu nhà tôi
thì nhà cậu C là nhà đầu tiên bên tay trái. Cậu C từ nhỏ là người thông minh, học hành giỏi giang nhất trong bốn chị em. Năm 18 tuổi, cậu đùng đùng nghỉ học, bỏ đi buôn biệt xứ. Thời gian ấy, cậu tìm đường sang Liên Xô buôn bán. Cái hồi mà cả nước chỉ dùng toàn đồ Liên Xô. Gia đình nào có cái bàn là Liên Xô hay mấy cái xô nhôm đã là thuộc hàng có của ăn của đề. Cậu tôi sang được một năm thì làm ăn bắt đầu thuận lợi. Chẳng nhớ cậu buôn gì, nhưng thấy gửi tiền về nhà đều đều, lại kèm theo mấy cái bản là nồi cơm nữa. Ông tôi phần cho con cái, phần đem bán. Cuộc sống nhờ thế mà cải thiện dần dần. Làm được 3 năm thì cậu xin nghỉ, lại về nước. Lúc này cậu để dành được một cơ số tiền và vàng, cậu theo bạn bè lên biên giới đánh hàng về bán. Trời chẳng được lòng người, chuyến hàng đầu tiên cậu bị cướp sạch. Bọn nó chặn đường trên đèo, lột sạch sẽ cả đoàn. Bao nhiêu tiền bạc cậu đem theo đều mất trắng. Không bỏ ý định, cậu C lại xoay sang buôn thuốc lá. Được 2-3 chuyến, cậu lại bị lột sạch trên đèo Hải Vân. Của nà cứ thế bay đi hết. Cậu lại vay mượn, gom góp, mở hàng quần áo trên chợ Đồng Xuân, buôn bán đắp đổi, có phần cũng kiếm trác được. Đến năm 1994, chợ Đồng Xuân cháy. Tài sản cuối cùng của cậu tôi theo thế mà mất hết luôn. Chán nản, cậu nằm nhà một năm rồi lấy vợ. Hồi bé, anh em tôi sợ cậu C lắm. Lúc nào nhìn thấy bọn trẻ con, cậu cũng trừng mắt hoặc lườm lườm không nói câu nào. Năm tôi 16 tuổi thì cậu C ly dị. Bà thì thầm với mẹ: mợ V vô sinh. Thời gian sau, cậu tôi xin được chân lái xe cho một công ty ở nước ngoài. Cậu lại chúi mũi vào công việc. Một năm sau cậu C đi bước nữa. Vợ cậu kém gần 20 tuổi, rất xinh đẹp và giỏi kiếm tiền. Mợ sinh được 2 đứa con gái. Gia cảnh cứ thế khấm khá dần. Đến khi ông ngoại tôi mất, chia đất cho các con xây nhà, cậu mợ dựng được một căn biệt thự nằm ngay đầu ngõ. Ngày tân gia, trời đang quang tự nhiên có cơn gió mạnh, bụi mù mịt thổi vào từ đầu đường rồi cuốn thẳng ra sông. Mùa hè cách đây 4 năm, tôi hay sang kèm thằng Tuấn Anh, con dì Tê, ôn thi đại học. Anh em chạc tuổi nhau, lại hợp tính nên có phần thân thiết hơn cả. Tối nằm ngủ với nhau, tự nhiên nó quay sang bảo: nhà bác C dạo này hay có người đến lúc nửa đêm. Từ xưa đến nay, cậu C là người nguyên tắc, về nhà là đóng cửa, cực ít khi tiếp khách sau giờ làm việc. Nhà cậu C 9 giờ thì tắt đèn lên gác chuẩn bị đi ngủ. Tôi chẳng tin nó, coi là nói linh tinh. Quay lưng ngủ tiếp, nhưng mà thằng Tuấn Anh nói thật. Buổi đêm tôi hay thức khuya, lúc đọc báo, lúc xem phim, hoặc có lúc chỉ để ngồi hóng mát. Đêm đấy khó ngủ, lay mãi tôi mới rủ dê được thằng Tuấn Anh ra sân ngồi tán phét. Vừa đặt chân ra bậc thềm, tôi nghe tiếng loẹt xoẹt, giống tiếng dép trả lên mặt đường bên sân nhà cậu C. Con chó nhà cậu hàng ngày hay gầm gừ, đêm này tự dưng im bặt. Bà và nhà hai cậu đã tắt đèn đi ngủ từ lâu. Tôi thì thầm với thằng Tuấn Anh: có trộm. Ngó ra sân, tôi chết sững. Bóng một người đàn bà mặc áo rộng thùng thình, tóc bù xù dài rủ kín vai, vừa bước vào cửa nhà cậu tôi. Chỗ cái cửa phụ chẳng mở cửa bao giờ. Thằng Tuấn Anh bảo: khách nhà bác C, em thấy đến nhà khoảng 2 lần vào tầm này, nhưng không dám hỏi. Sáng ra tôi đem chuyện nói với bà. Bà nghĩ lâu lắm rồi bỏ vào buồng. Cậu C một mực khẳng định không có ai điên mà đến chơi vào tầm đấy, và chắc chắn tôi bị hoa mắt. Thằng Tuấn Anh cũng im lặng, hồi lâu rồi đi lên gác. Bẵng đi một thời gian, tôi lại mò sang chơi. Hôm ấy nhà dì đi vắng, cậu C bảo tôi sang phòng trống trên tầng 3 mà ngủ.
tiện trong hộ cậu con Bê đang ốm. Nằm giường lạ, tôi bị khó ngủ. Con bé phòng bên ốm, thỉnh thoảng lại cựa mình làm cái giường kêu cọt kẹt. Một lúc lâu sau, phần vì mệt, phần cũng quen quen, tôi thiếp đi. Tôi buồn ngủ đến bất chợt mà cũng tan nhanh. Cái cửa gỗ khép hờ bị bật ra, gió sông thổi sập vào phòng. Tôi nửa tỉnh nửa mê co tay kéo cái chăn ngang bụng. Bỗng bất chợt, một bàn tay từ phía cuối giường tóm chặt lấy tay tôi, lạnh toát. Tôi sợ quá, mở choàng mắt ra, ú ớ không nói được câu nào. Căn phòng trống trơn, người tôi như có cái gì đó chèn qua, nhưng đầu óc thì lại trở nên mụ mị. Lúc này tôi mới thấy ở giữa phòng lù lù một đống đen xì to bằng cái bao tải bất động. Ở góc nhà có cái gì đó cứ đùn lên như tổ mối, rột roạt rột roạt. Cái đống ấy đứng im một lúc rồi lao nhanh về phía tôi. Tôi không biết gì nữa, mở mắt ra thấy trời sáng. Tôi lủi thủi luôn về nhà. Sau cái đêm ngủ nhà cậu C, tôi chẳng dám về quê nữa và cũng chẳng dám kể với ai. Mọi người thấy thế đâm ra trách nhiều lắm. 3 tháng sau, nhà ngoại tôi có dỗ. Buổi tối hôm ấy quá 10 rưỡi, dọn dẹp xong ai cũng mệt lử. Nhà cậu D đóng cửa đi ngủ sớm, chỉ còn mấy anh em tôi, dì T với 2 bà mợ ngồi sân nói chuyện. Cậu C lên nhà chơi với con Khiếu. Con Khiếu của cậu C rất khôn, nhưng chẳng hiểu dạy dỗ thế nào mà nuôi gần 2 năm vẫn không biết nói, chỉ kêu kêu mấy tiếng rồi thôi. Thế nhưng cậu vẫn thích nó lắm, tối nào cũng ra ngó nghiêng nó một chút rồi mới đi ngủ. Cái lồng con Khiếu treo ở hiên trước cửa nhà. Nhà tôi đang ngồi nói chuyện dâm gian, bỗng con Khiếu giãy giụa, vỗ cánh phành phạch và kêu ầm ĩ. Nó đạp cửa chuồng, lồng sù lên, vỗ cánh điên loạn. Cậu C rối cả lên, chẳng biết làm thế nào. Cả nhà tôi cũng chạy xuống xem. Lúc này tự nhiên con Khiếu cất tiếng nói lạ hoắc nhưng rất rõ ràng. Mở mặt mày ra! Ai cũng không tin vào tai. Mở mặt mày ra! Con Khiếu nhìn thẳng vào mắt tôi, mặt rít lên re ré. Tim tôi đứng im chết cứng. Dì Tê sợ quá gào toáng lên. Con Khiếu lại vỗ cánh điên loạn, mỏ nó banh rộng ra, ngửa cổ lên trời. Mở mặt mày ra! Tôi sợ quá không nói được câu nào. Nhưng người con Khiếu chĩa vào không phải tôi, mà là Mợ Hắt, vợ cậu C, đứng sau lưng tôi. Mợ Hắt đột nhiên vùng chạy vào trong nhà. Dì Tê với tay ra kéo nhưng không kịp. Mợ vừa chạy lên tầng vừa gào: "Con ơi con!" Lúc này mọi người mới nhận ra con B đang ở trên gác một mình. Mợ Hắt lao lên trước, cậu C, tôi và thằng Tuấn Anh cũng lao theo. Chạy đến tầng 3, cái cửa sổ hướng ra sông bỗng bật tung. Một cái bóng lù lù như bao tải nhảy vọt ra. Mợ Hắt lao vào ôm con Bê. Con bé tròn mắt không hiểu gì khóc òa lên. Lúc này dì Tê mới gào lên thất thanh dưới nhà: "Anh C ơi! Ôi giời ơi anh C ơi!" 3 cậu cháu lại lao xuống tầng 1. Dưới nhà chẳng hiểu ai thả hay con Khứu đạp cửa lồng bay toán loạn khắp phòng. Nó rít lên sờn gai ốc: "Thắt cổ! Mở mặt mày ra!" Rồi bay theo hướng cái bóng vọt ra sông. Cả nhà tôi loạn tiếng khóc, tiếng la hét. Thế nhưng cửa phòng bà vẫn đóng im bịt, chỉ nghe tiếng tụng kinh đều đều. Chuyện này xảy ra cách đây 2 năm, hồi tôi học năm thứ 4 đại học. Nhà ngoài có cái vườn rất rộng, nằm cạnh bờ sông. Trong vườn trồng đủ thứ cây xin xít nhau, vừa lấy bóng mát và cũng để ăn quả luôn. Hàng ngày cả nhà đi làm hết, chỉ có bà với Mợ L, vợ cậu D ở nhà.
mợ tôi trước trồng ngô ngoài bãi. Từ hồi bãi bị lở mất, mẹ tôi trông nom cái vườn quả. Ban ngày khu nhà chẳng có ai ngoài hai mẹ con. Mùa gió, lá rụng bay đầy vào sân. Bà và mợ cứ tuần lại quét sân 2-3 lần rồi đem lá ra bờ sông đốt. Hôm ấy vừa gom xong đống lá thì con chó nhà cậu C ở đâu chạy về tha theo miếng xương như xương lợn. Nó chui vào cạnh bếp ngồi gặm rồn rột, nước dãi chảy ra bần cả sân. Thấy ngứa mắt, bà tôi cầm chổi vụt cho nó một cái, nhặt cái miếng xương đem vứt ra sông cùng đống lá khô. Đến chiều, con chó lại tha miếng xương về gặm. Bà với mợ tôi tức lắm, lại đánh cho nó một hồi rồi cầm miếng xương ném xuống nước. Sáng hôm sau gió to, lá cây bay từ vườn sau vào phủ kín sân. Hai mẹ con lại cầm chổi ra quét, gom lá thành một đống xong, lại thấy miếng xương vết gặm nham nhở của con chó dưới đất. Bà tôi quát nhặng lên, mợ lờ cũng bực, lém luôn miếng xương vào bãi lá rồi đem đốt. Chiều hôm ấy, có người ở ủy ban xuống gõ cửa nhà tôi. Ông công an phường vào bảo, hôm qua có người tìm thấy một cái xác ở bụi chuối gần bờ sông, đoạn ngược dòng bên trên nhà tôi. Cái xác chết cũng ít lâu, giờ còn nham nhở. Người ta đang đợi pháp y, nhưng chẳng hiểu sao thiếu đâu mất một bên xương hông. Ông ấy đang đi quanh các nhà gần bãi hỏi. Bà và mợ lúc đấy sợ quá, nhưng chẳng hiểu sao lại bảo không biết. Ông công an đi khuất ngõ, hai mẹ con chạy ra bờ sông, thấy con chó nhà cậu xe ngồi im, mắt mở trừng trừng nhìn vào đống tro lá. Mợ tôi vào bới, mảnh xương vẫn còn đấy, chỉ cháy mất một góc bé tí. Vết gặm của con chó vẫn y nguyên. Bà sợ quá, cầm ném nó xuống chỗ nước chảy xiết, chìm nghỉm. Sáng hôm sau, ông công an quay lại, bảo tối qua người ta tìm thấy mảnh xương của người chết kẹt vào hòn đá dưới bờ sông cạnh bụi chuối, nhưng có vết chó gặm và bị xé mất một góc. Sau cái buổi sáng, ông công an vào thông báo. Bà và mợ sợ lắm, hai mẹ con lên bàn thờ thắp hương cầu khấn liên tục. Bà kể, lúc vừa đốt nhang thì cái bát hương bùng cháy phừng phừng nhưng không có khói. Lúc sắp lửa tắt, nhìn lại thấy chỗ đấy vẫn y nguyên. Mợ tôi đứng bên quỳ sụp xuống lại. Đến tối về nhà, cả nhà bảo bà và mợ lờ làm thế là không phải với người chết. Có khi mai ra ủy ban xem người ta nói thế nào rồi lễ lạt. Tối hôm đấy tôi về chơi, thấy bà có khách, bà kéo rèm kín mít, chỉ có tiếng rì rầm to nhỏ trong buồng. Cả nhà cũng chẳng hỏi han gì. Khách ngồi đến nửa đêm vẫn chưa về. Nhà tôi ai cũng có chìa khóa cổng, nên cậu mở đi ngủ trước. Tầm đấy chỉ còn tôi với thằng Tuấn Anh đứng trên tầng hóng mát như mọi khi. Trong buồng bà vẫn có tiếng to nhỏ rì rầm, nhưng toàn giọng một người, không thấy thay đổi. Một chốc sau nữa thì khách về. Trời tối thui, hai anh em tôi đứng trên ban công tầng 2 phòng thằng Tuấn Anh, cũng không bật điện đón gì. Chẳng nghe tiếng mở cửa, cũng chẳng thấy bà tôi chào. Hai người cứ thế bước ra ngoài sân, một nam một nữ mặc áo thụng. Một người quay đầu bước ra bãi, người nữ đi về phía vườn sau nhà cậu Đê, khuất tầm nhìn của hai anh em tôi rồi mất dạng. Cửa nhà bà vẫn đóng im ỉm. Hai anh em tôi thấy sợ sợ, lủi luôn vào phòng chốt cửa chặt. Đêm đấy tôi đang ngủ thì thấy tiếng bà la khóc, nhưng không ầm ĩ, được một chập rồi chẳng thấy gì nữa. Chắc cậu mợ ngủ say lại ở buồng sau nên không biết. Chỉ có tôi với thằng Tuấn Anh nằm phòng nó ngay sát nhà bà nghe thấy. Sáng hôm sau tôi xuống sớm, thấy bà tóc tai rũ rượi ngồi trên bàn nước. Bà bảo tối qua vừa đi nằm, tự nhiên cái màn cứ rung rung, có cái mảnh vải đen cứ đập đập vào mặt. Bà tỉnh mở mắt ra thì chẳng thấy gì, ngoài cái đèn trên bàn thờ cứ leo lét. Thế rồi cửa sổ mở ra, một người trèo vào, chân đi cài nhắc về phía bà. Bà sợ quá, quỳ xuống la khóc. Người ấy đứng một lúc rồi biến mất. Bà tôi thức từ đấy đến sáng. Lúc xuống ủy ban hỏi thì người ta bảo người nhà
đến nhận xác đưa đi rồi. Người ta bảo, sống trên đời có những món nợ đòi rất dễ, nhưng có những món nợ chẳng thể nào dứt khoát được, và đặc biệt là những món nợ không phải giữa người sống với người sống. Sau cái ngày có người tập tễnh đi vào phòng, bà tôi trở lên lầm lì, chẳng nói chẳng rằng với con cháu. Hỏi thì đáp, không, bà cũng ở nguyên trong phòng khóa kín cửa, tự nấu ăn riêng, có khi 2-3 ngày không bước chân ra ngoài. Nhà tôi đâm ra lo lắng, mọi người lo bà bị ốm, hoặc suy nghĩ kiểu người già, đâm ra lẩn thẩn. Thế nhưng bà tôi vẫn khỏe mạnh, chỉ có điều hơi xanh xao và ít giao tiếp hơn trước. Thời gian này bà hay ra mộ thắp hương cho ông. Có lúc cậu Đê đèo bà, nhưng bà bắt đứng đợi ở ngoài, tuyệt nhiên không cho vào. Ông tôi nằm ở nghĩa trang Ngọc Thụy, từ bờ đê rẽ phải xuống cái dốc, đi qua trường cấp 2 Ngọc Thụy, đến gốc cây đa là nghĩa trang. Tuần dăm 3 hôm, nắng mưa thế nào bà cũng ra chỗ ông nằm. Cậu Đê bảo thấy bà đi vào, đứng trước mộ ông khóc nhiều lắm, rồi bần thần lẩm bẩm một mình. Lần nào trở ra cũng mệt mỏi, nhưng tinh thần có vẻ đỡ đăm chiêu hơn trước. Cứ thế hơn 2 tuần thì bà tôi bình thường lại. Có điều con chó đá không nằm ở góc vườn cậu Đê nữa, mà lại chuyển sang vườn khế của bà. Nó đứng giữa vườn lạnh lẽo, cái chỗ phải có hốc mắt thấy tàn hương bắn vào đen đen nhờ nhờ. Cậu C làm lái xe riêng cho giám đốc một công ty nước ngoài, đi sớm về hôm, tùy theo lịch của sếp. Giống với cậu D, cậu C không tin vào ma mãnh, cũng như chẳng sợ sệt cái gì cả. Cậu vốn là người cẩn thận và cực kỳ kỹ tính. Hơn chục năm lái xe, chẳng xảy ra cơ sự gì, cũng chẳng va quẹt với ai. Thế mà cậu tôi lại bị tai nạn, gãy một chân, 4 cái xương sườn và chết đốt sống cổ. Cậu bị lúc giữa trưa, trên bờ đê, chỗ rẽ vào làng tôi, cách đường dốc ra mộ hơn 100 mét. Xe ô tô cậu mất lái lao vào cạnh đường. Lúc mọi người nhà tôi chạy ra, cậu xe nằm cạnh vũng máu bê bết bên ngoài cửa xe, đầu hướng ra tim đê. Vào viện đến tối thì cậu xe tỉnh, mặt cậu trắng bệch. Cậu đột nhiên khóc, bảo cả nhà gọi bà vào cho cậu gặp, rồi đuổi hết mọi người ra ngoài. Cả nhà tôi lo lắng nên đứng ngoài rình nghe trộm. Bà vừa vào, cậu nấc lên một tiếng, nhà mình có nợ nần gì ai không mẹ? Bà tôi đứng chết chân, lặng người đi. Bà hỏi, tại sao đi ô tô bao năm, đi mòn cả cái đê đấy rồi mà giữa trưa lại đâm vào lề? Tại sao lái ô tô mà lại bị gãy chân, nằm lăn ra giữa đường như thế, trong khi xung quanh không có vết phanh nào cả? Cậu tôi sợ lắm, giọng cậu trùng xuống bảo, lúc cậu lái xe trên đê, bỗng giữa đường có một người đánh xe ngựa chạy ngược lại, lao thẳng vào phía cậu. Cậu hoảng quá đánh xe đâm vào bờ đê. Lúc này vẫn tỉnh táo, nhưng không thấy đau chỗ nào cả. Tự nhiên người ấy thò tay vào, lôi cậu ra giữa đường, chân tập tễnh, há ngoác mồm lè lưỡi đỏ lòm bảo, tao lấy lại của thằng con mày một chân. Cậu thấy cái xe ngựa nghiến qua người, rồi ngất đi không biết gì cả. Bà tôi khóc, chạy ra ngoài bảo các mợ chăm sóc cho cậu, rồi bắt xe ôm từ 108 về thẳng Gia Lâm. Mọi người đưa cậu đi mổ. Lúc này cậu lại mê man. Trở lại câu chuyện năm xưa, ông tôi cứu cô nở trên sông. Cứu người là làm phúc, nhưng những chuyện xảy ra sau này khiến ông hiểu đã mắc nợ với 3 người: bà Ăn Mày, cô nở và Hà Bá. Hà Bá không cho phép bắt người trên sông, cướp người thì phải đền mạng. Đấy là quy tắc bất di bất dịch cho bất cứ sinh linh nào sống trên khúc sông của Hà Bá. Ông tôi biết điều ấy, nhưng một phần vì là trai trẻ sông nước quanh năm, một phần vì cái bản năng phải cứu người, ông cũng chẳng màng. Năm mẹ tôi 12 tuổi, lũ lên cao, xác người chết vào làng nhiều.
dần cũng đem chôn cho bằng hết. Đêm đấy đi làm về, ông tôi gặp một xác người trôi dọc triển đê, hô hoán to, rồi ông nhảy xuống kéo cái xác vào bờ. Xác một người đàn ông chết đã lâu, trương phình, hôi thối, kẹt theo cái cây trôi lập lờ. Chật vật mãi ông cũng kéo được lên bờ. Vừa vào đến nơi, cái chân xác chết kẹt vào thân cây, đứt rời, rơi lại sông Bạch Tích. Lúc này dần cũng kéo ra. Ông nhìn theo chỗ cái chân người vừa rớt xuống, định nhảy xuống mò, nhưng đột nhiên linh tính thế nào, vác áo lên vai trở về nhà. Đấy cũng là đêm năm mẹ con bà tôi gặp ông tướng người Tàu, và cũng là đêm ông tôi vác dao đuổi ra sông. Người ta thường nói con gái 13 tuổi là tuổi trăng non, là thời điểm bắt đầu trở nên xinh đẹp và dậy thì thành thiếu nữ. Ở cái vùng đất này, con gái cả thường gánh vác nặng nề hơn con trai, chẳng hiểu vì lý do gì. Có một chuyện mà sau này người làng kể lại ông tôi mới biết. Khi ông bỏ đi, cái xác người đột nhiên dục dịch chuyển động rồi trôi thẳng ra sông, không sao níu lại. Có người khẳng định thề sống thề chết rằng nó mở mắt nhìn theo hướng ông tôi đang trèo lên đê, nhưng ông coi thế là vớ vẩn, chẳng tin. Năm mẹ tôi tròn 13 tuổi, trong làng có điều quái dị. Đường ra sông đột nhiên mở rộng, sáng nào người làng đi qua cũng thấy có vết chân ngựa. Hàng đêm ngoài bãi có tiếng rậm rịch ý ới, cả tiếng gầm gừ, nhưng tuyệt nhiên không ai dám bén mảng ra ngó nghiêng. Đây là đất độc, cái chỗ mọi năm chôn người chết trôi, các ụ đất tự nhiên cứ phẳng dần rất nhanh, qua mấy đêm mà trở lên bằng phẳng, chẳng phân biệt được một ai với ai cả. Dân làng coi đó là điểm gợ, ngày đêm lên chùa cầu khấn, lại lập cái đàn ở bờ sông cúng bái trong suốt năm hôm. Người ta bảo có điểm hà bá đòi người. Cái tiếng gầm gừ và rậm rịch ngoài bãi cứ diễn ra liên tiếp đến tháng 8 năm đấy. Trăng tròn, mẹ tôi cũng chớm 13 tuổi, và trung thu cũng là lúc âm khí trở nên nặng nề nhất. Đêm trung thu, ông tôi đi làm ca ba, vừa lúc đó có người gõ cửa. Bà tôi chạy ra mở, ngoài sân vắng tanh, chỉ thấy một cơn gió thổi vào tắt hết đèn nến. Mẹ chạy lại ôm ba đứa em, còn bà thì loay hoay chốt cửa và đi tìm lửa. Bỗng từ góc nhà có cái bóng to lù, mắt đỏ quạnh phát sáng, giọng ồm ồm bảo: "Chúng mày có thần ẻm mãi được, thì đời hai thằng này sẽ bị tuyệt tử." Ông nói xong chỉ vào hai ông cậu tôi rồi biến mất. Bà sợ quá chạy lên bàn thờ, thì chỗ thờ ông tướng Tổng hương đã lụi từ lúc nào. Ngoài trời mây kéo che mất ánh trăng. Sau này khi nhiều chuyện xảy ra, bà có kể với tôi và một vài người khác về mọi chuyện. Bà hiểu năm nay mẹ tôi gần 13 tuổi, hà bá muốn đòi nợ. Cái xác trôi vào đê năm đấy là hà bá đưa vào, dụ kéo ông tôi xuống sông nhưng không thành. Sau nó mất chân, vì thế mà cũng sinh lòng oán ghét. Việc cậu xe bị ngã ngoài đê là nó làm để đòi lại cái chân năm nào. Mọi hoạn nạn tưởng thế là qua, nhưng cũng chẳng dễ dàng như vậy. Từ hồi gãy chân và bó bột cả người, cậu xe càng ít ra ngoài. Cậu tôi là người rất nguyên tắc, chẳng bao giờ tiếp khách vào buổi tối, đặc biệt là đồng nghiệp hay chuyện công việc. Cả ngày cậu loanh quanh trên phòng ở tầng 2, có người đến thăm thì tiếp, không lại nằm đọc báo. Nhưng mà ngày đi làm cũng ít người nghỉ được. Buổi sáng có bà với mợ lờ ở nhà, nhưng cậu tôi chẳng hợp tính với người nào nên cũng chẳng bao giờ nói chuyện. Thỉnh thoảng rảnh rỗi, tôi với thằng Tuấn Anh lại mò sang chơi để cậu đỡ cảm thấy cô quạnh. Bạn bè cậu nhiều, nhưng đa phần là bạn làm ăn hoặc cùng công ty. Bà bảo cậu xe từ nhỏ ít khi chia sẻ, rất kiệm lời và cũng chẳng bao giờ có bạn thân. Số bạn ít ỏi hay chơi cùng cậu, người ở lại Liên Xô, người lại tha phương cầu thực tứ xứ, chẳng thấy trở về. Cậu xe là người ít nói, thế nhưng từ hồi tai nạn nằm nhà lại đâm ra kể chuyện nhiều,
với tôi và thằng Tuấn Anh. Cậu bảo hồi nhỏ chơi thân với một thằng cùng làng lắm. Trái với cái tính hổ báo và ngang tàn của cậu D, cậu C là người điềm tĩnh. Chẳng ai thích cậu cãi nhau hay to tiếng với người khác bao giờ. Giống như mọi thằng trẻ con khác trong làng, từ nhỏ cậu tôi có thú vui là ra bãi chơi. Trẻ con làng đông lắm và cũng lắm trò. Lúc thì thả diều dọc triền bãi, lúc thì ăn trộm ngô khoai của mấy nhà trên sông. Chán thì bày trò đánh nhau loạn xạ. Nhưng cậu xe lại khác. Cậu thích tha thần gần mép nước hay ngồi nặn đất nặn cát hơn. Cứ thế, cậu tôi lặng lẽ bên cạnh đám trẻ con ồn ào, tối ngày đánh lộn trên bãi cát ven sông. Năm cậu xe 10 tuổi, có hai bố con ông đóng cối dạt tới làng tôi. Hai bố con ông ấy cất chòi ngoài bãi chứ không xin đất của làng. Ban ngày ông bố đi loanh quanh kiếm việc, thằng con ngồi nhà chẳng nói chuyện với ai bao giờ. Người làng gọi nó là thằng Bột Câm. Thằng Bột Câm chạc tuổi hai ông cậu tôi nên dễ kết bạn. Nó đặc biệt thân thiết với cậu C, một phần vì chung cái sở thích nghịch đất cát triền bãi, và cũng một phần lớn vì cả hai đều ít nói như nhau. Năm cậu C 14 tuổi thì xảy ra một chuyện. Trong làng lúc đấy rất hay mất trộm. Lúc thì con chó con mèo, lúc thì cái chày hay con dao dựa. Thằng trộm hay lấy cắp vào buổi trưa, nhưng chẳng ai thấy bao giờ, và cũng không để lại dấu vết gì. Hồi đấy ăn trộm là tội không lớn, nhưng rất dễ bị xử theo luật rừng. Mất của dân ức lắm, cái làng yên ả bỗng trở nên ổn á. Thế nhưng vẫn bị mất đều đều, mà cũng chẳng có dấu vết gì của thằng trộm cả. Mọi nghi ngờ người làng tôi dồn hết vào bố con thằng Bột Câm, vì trước khi nó đến làng không bị trộm bao giờ cả. Buổi trưa hôm ấy lại mất trộm. Một nhà gần bãi bị mất cái thớt gỗ. Cả làng ầm ĩ sôi sục kéo nhau ra bãi, thẳng hướng nhà thằng Bột Câm. Lúc này bố nó đi đóng cối ở làng bên. Đạp cửa vào, thấy thằng Bột Câm đang ngồi trên chõng, có cái thớt treo phía đằng sau. Dân làng gào thét ầm ĩ lôi nó ra ngoài. Thằng Bột Câm ú ớ không nói được, chỉ biết quẫy đạp nhưng chẳng làm được gì. Người làng tôi lôi nó ra trên đầu đường lớn thì chém chết. Xác thằng Bột Câm bị chặt đi một ngón tay, ngón trỏ của bàn tay phải. Ông bố nó về ôm xác con mà khóc ngất, nguyên rủa cả làng rồi nhảy xuống sông. Cây chòi lá cũng bị thiêu rụi. Ai cũng hả hê, đáng đời thằng ăn trộm. Chuyện xảy ra hơn 30 năm trước, nhưng cái chết của thằng bạn thân ám ảnh cậu xe suốt đời. Cậu tôi bảo đến giờ vẫn không tin nó là thằng ăn trộm. Tôi cũng chẳng hỏi nữa. Năm cậu xe bị tai nạn là năm 2009. Năm đấy trời nhiều mây âm u, bà tôi bảo khí âm chuyển dòng, bà lặng lẽ đi chùa nhiều hơn. Mấy chỗ cây cỏ vượt vượt trong nhà cứ đều hưu. Sau cái chuyện con khiếu, cậu tôi khóa hẳn cái phòng tầng 3 lại. Con B cũng chuyển xuống tầng 2 nằm cùng bố mẹ. Cậu tôi bảo từ dạo ấy thỉnh thoảng ở cái phòng trên lại nghe thấy tiếng kéo sột soạt hay tiếng bước chân cộp cộp đi lên tầng 3 lúc nửa đêm. Ban đầu cậu cũng kinh, nhưng mỗi tháng chỉ xảy ra vài lần mà cũng chẳng thấy quỷ quái yêu ma gì lộng hành, nên cậu cũng mặc kệ. Giờ đợi khỏi ốm rồi tính sau. Đêm đấy nhà tôi có trộm. Nghỉ cuối tuần, mở hắt đưa con B về nhà ngoại chơi. Cậu C nằm ngủ một mình trên gác hai. Con Linh đi chơi với bạn trai về muộn. Nửa đêm đi qua nhà cậu C, thấy có cái bóng đang đi trên bờ rào. Nó hoảng quá hét ầm lên. Cái bóng đu qua mái nhà bà tôi rồi chạy ra vườn sau nhà cậu C. Thấy động, cậu D trong buồng vác gậy chạy ra theo hướng con Linh chỉ, ập vào nhưng không thấy gì cả. Lúc này phòng cậu xe sáng đèn, cả nhà chạy lên thì thấy cậu tôi ngồi rất im. Trước mặt là cái khói nhỏ bọc bằng giấy báo đã nâu xỉn. Một lúc lâu sau, cậu xe nhón tay mở cái gói, bên trong là một cái ngón tay người khô đét, ngón tay trỏ của bàn tay bên phải. Cả nhà ai cũng kinh sợ, chỉ thấy cậu xe mặt hơi biến sắc nhưng vẫn bình tĩnh bảo mọi người về. Còn mình thì đóng cửa đi ngủ.
Bà tôi chẳng nói gì, đem cái gói lên cái phòng tầng 3, rồi ở lì trên đấy. Sáng hôm sau ra vườn, cậu Đê tìm thấy con chó đá đã bị đập nát đầu. Chỗ cái đầu vỡ còn lẫn hai cái mắt chó còn dính máu tươi, đang trừng trừng nhìn ra chỗ bờ sông. Theo nhiều quan điểm thì cõi âm là có thật. Cõi âm không có nghĩa là địa ngục hay một nơi tối tăm u uất nào đó. Đối với những người còn sống ven bờ đê sông Hồng, cõi âm ở ngay bên cạnh. Người âm luôn ở gần người sống. Có điều thấy được hay không cần phải có người, có căn. Khoa học cũng có rất nhiều người cố bỏ công nghiên cứu, sâu chuỗi các hiện tượng, cố đưa ra lời giải thích hợp lý nhất về ma, quỷ hay nói cách khác là người âm. Thế nhưng chẳng bao giờ có cách tư duy nào làm được chuyện đấy cả. Người chết luôn hiện hữu bên cạnh người sống và đi theo những ai được cho là hợp vía. Bà tôi là người có căn. Bà tôi bảo có căn có nghĩa là có âm khí trong người. Khi dương khí mạnh thì tự chủ được, còn gọi là nặng vía. Nhưng nếu vì nguyên nhân nào đó phần âm trong người lớn hơn thì ắt sẽ gặp những điều quái dị. Năm 2009, khí âm đổi chiều và cũng là năm nhà tôi xảy ra nhiều chuyện kỳ dị nhất. Bà tôi lẳng lặng lên chùa lễ lạt nhiều hơn. Trong nhà lúc nào cũng có tiếng tụng kinh gõ mõ. Nếu không phải do bà tụng thì cũng bật băng đài tiếng Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật cứ đều đều, từng chập quanh nhà. Năm đấy bà tôi ốm, hai cái đầu gối không hiểu sao cứ đau bút dại đi. Mẹ tôi đưa bà đi nằm viện nửa tháng thì đỡ rõ rệt. Thế nhưng về đến nhà thì lại đau như cũ. Bà tôi đi lại có điều khó khăn hơn trước, tập tễnh và chẳng thể ngồi xổm được. Thời gian nằm viện, bà tôi dặn cậu mợ ở nhà nhớ bật cái băng tụng kinh hàng ngày, chớ có quên và phải chú ý để hướng cái loa ra phía vườn sau. Bà tôi đi viện tất cả là 16 ngày. Lúc về, cái chân bị đau lại, bà đâm ra cau có. Thế nhưng cũng chẳng tỏ thái độ thay đổi gì, ngoài những lúc cố nén tiếng thở dài thườn thượt. Năm đấy, cậu C bị tai nạn, và cũng là lúc con chó đá chuyển lên vườn sau nhà bà. Nó ở đấy vì nguyên nhân gì hay do ai chuyển đến, bà tôi cũng chẳng giải thích, chỉ bảo không phải là bà mà thôi. Trở lại chuyện sau đêm ăn trộm mò vào nhà cậu C, thái độ cậu đột nhiên phấn chấn hẳn. Cả nhà thấy cậu vui vẻ, lại ăn ngủ tốt, đi lại dễ dàng hơn trước nên cũng chẳng hỏi nhiều. Riêng chuyện cái ngón tay ở đâu ra và bây giờ ở chỗ nào thì cậu tôi giữ kín, tuyệt nhiên chẳng kể cho ai. Chỉ thấy cậu Đê tỏ ra băn khoăn lắm. Tối đấy, nhà ngoại tôi mất điện, mọi người lại ra sân nhà cậu Đê hóng mát. Đem chuyện cái ngón tay ra hỏi thì cậu Đê tự nhiên trầm hẳn. Cậu bảo đấy là cái ngón tay của thằng Bột Câm. Cái ngày thằng Bột Câm bị làng bắt, hai cậu tôi đang chơi ngoài đê. Thế làng có chuyện, hai cậu theo đám trẻ con chạy về hóng chuyện. Cậu Đê kể, cậu C nhỏ con hơn nên lách vào trước. Đến khi cậu chen lên được, cũng là lúc thằng Bột bị bổ con dao vào đầu. Mắt nó trào máu, nhìn đăm đăm vào cậu C mà ú ớ không kêu được câu nào. Người làng chém chết thằng Bột xong, vứt xác nó ở gốc tre đầu đường mà bỏ đi gọi bố nó. Cậu Đê cũng theo đám trẻ con chạy đi, phần vì hóng hớt, phần vì cũng kinh hãi, chẳng dám nhìn vào cái xác bị bửa đôi đầu. Thế nhưng chẳng thấy cậu C đâu. Lúc cậu Đê quay về tìm thì chỗ cũ chỉ còn cái xác thằng Bột nằm úp vào gốc tre, máu hòa với cái chất lỏng nhầy nhầy chảy ra từ đầu, và bàn tay nó lênh láng. Cậu Đê sợ quá chạy về nhà. Đến tối muộn thì cậu xe về, bà với cậu Đê hỏi gì cũng chẳng nói. Một lúc sau, thấy lôi từ đằng sau ra một cái bọc, là ngón tay thằng Bột Câm. Cậu xe bảo lúc mọi người chạy đi,
cậu chỉ thấy thương xót nó, mặt tuyệt nhiên chẳng sợ gì. Đầu óc tự nhiên mơ hồ, thấy bàn tay thằng Bột Câm chỉ vào bụi cỏ bên cạnh. Cậu chạy ra thì tìm thấy cái ngón tay, chẳng hiểu sao đem gói lại rồi ra bờ sông ngồi. Bà tôi sợ quá bắt cậu trả ngón tay cho thằng Bột, nhưng xác nó đã theo bố chìm xuống sông. Cậu tôi đem chôn cái ngón tay cạnh gốc hồng bì trong vườn sau nhà bà. Mọi người nhà tôi nghe cậu đây kể mà đâm ra kinh hãi. Cậu đây kể xong càng tỏ ra đăm chiêu, đứng dậy chửi đồng: "Để tao xem mày là thần thánh phương nào." Rồi bỏ vào bếp lấy cái chép, cầm đèn pin phăm phăm đi ra chỗ trồng cái hồng bì năm xưa. Mọi người bảo 40 năm rồi, bao mùa nước lên, nước rút, cây hồng bì cũng đã chặt rất lâu, làm gì còn cái gì mà đào với bới. Thế nhưng cậu đây vẫn hầm hầm đi ra chỗ vườn bà, dọi đèn vào đoạn chỗ gốc cây ngày trước mà đào lấy đào đẻ, đào rộng sang cả hai bên. Miệng cậu không ngớt chửi rủa, khóe mép sùi bọt như bị dại. Mợ Lờ sợ lắm, chạy vào van xin. Cậu tôi chẳng nói gì, gạt mọi người ra rồi gầm lên: "Đứa nào bước vào đây tao chém chết hết." Cái chép vùng loang loáng, mặt cậu dại đi dưới ánh đèn pin. Đột nhiên thấy bà đứng ở cửa phòng, gọi giật tên cậu rồi sấn sổ đi đến, ôm chặt ngang hông. Được một lúc thì cậu tôi đờ đẫn đi, rồi bình tĩnh lại. Bà tôi bảo mọi người lên hết phòng khách nhà cậu C, có chuyện cần nói. Cậu C đang ngồi trầm ngâm hút thuốc. Lúc này cậu C mới kể: "Đêm hôm đấy, lúc qua Linh ré lên, cậu cũng giật mình thức dậy. Lúc sau, có người đen xì mở cửa phòng cậu mà đi thẳng vào giường, chìa ra cái gói. Lúc đến gần, trong bóng tối mờ mờ, cậu tôi thấy vết chém sâu trên mặt, làm cái đầu hơi tách ra. Kinh hoàng nhận ra là thằng Bột." Thằng Bột nhìn cậu một lúc rồi chẳng hiểu sao cất tiếng nói: "Nhà mày có hai ác linh." Cái vết chém dao trên đầu cứ kêu tong tỏng. "Có con chó thành tinh ngoài vườn, nó muốn giết mẹ con nhà mày. Đừng chôn nữa, cầm lên mà yểm, rồi nó biến vụt đi mất." Lúc đấy mọi người mới ập vào. Từ hồi bà đem cái ngón tay đi, tiếng lục tục cũng hết, nhưng cũng chẳng có ai dám mò lên nữa. Chỉ còn cái ác linh thứ hai. Hầu như làng quê nào ở miền Bắc cũng có một con sông của riêng mình. Cũng như vậy, dân làng Bắc Biên trăm đời nay sống chung với những đợt nước lên xuống đều đặn của sông Hồng. Con sông chở cho làng tôi nguồn sống và cả những xác người chết trôi trương phành mỗi đợt lũ về. Cái khúc sông đấy, ngay bản thân nó cũng chứa đựng những thứ kỳ dị. Dù những con nước đấy có cướp đi bao mạng người làng tôi, nhưng họ cũng không hề vì thế mà oán trách, chỉ cố tránh xa nước sông vào những giờ nhất định trong ngày. Nhà nào cũng có một cái giếng, phần vì để lấy nước cho tiện, phần cũng hạn chế ra sông vào những giờ bất khả kháng. Cái sản nghiệp bên ngoại tôi là do cụ xây. Cụ tôi làm cho chế độ cũ nên cũng vì thế mà xây theo kiểu phương Tây. Cụ bảo ăn nước giếng không sạch, bảo người xây một cái bể nước mưa to đùng trong vườn. Năm ông ngoại lấy bà tôi, nhờ bạn bè trong làng cùng đào cái giếng. Cái giếng ở mảng sân nhỏ dưới chân cầu thang nhà cậu D, cạnh cái chuồng chó đối diện cửa ra vườn sau. Chẳng biết ông đào thế nào mà quanh năm dù nước lên hay xuống, mưa to hay hạn hán, thì mực nước trong giếng vẫn không thay đổi, cứ lưng ngừng ở giữa, chẳng đầy hơn mà cũng chẳng vơi đi bao nhiêu. Nước trong giếng cũng lạ, lấy nước ở sông mà mốc lên cầu nào gồng lấy trong vắt, chẳng có tí gợn đỏ phù sa. Cả nhà lấy thế làm mừng lắm, chỉ có ông ngoại tôi thỉnh thoảng nén tiếng thở dài và chẳng tỏ ra vui thú gì cả. Người chết luôn sống chung với người sống, họ đi cùng, ngồi cùng, đôi khi là nhìn chằm chằm vào người sống, gây ra cảm giác rùng mình hay đột nhiên nổi da gà. Bà tôi bảo những nơi thê thảm, chứ đừng ít linh khí của đất trời, thường là nơi hồn ma bóng quế tụ tập. Đối với làng tôi, chỗ đấy không phải bãi tha ma, mà là đoạn bờ sông, nơi chôn những cái xác thối rữa trôi về làng mỗi đợt nước lên. Đất có thổ công, sông có hà bá, khu đất nào cũng có thần linh trấn yểm, và cả vía của những người sống trên đó nữa.
ông tôi đào xong cái giếng trong vườn được 5 năm. Năm 1962, bà ngoại sinh cậu C. Trong làng có đứa chết đuối. Hồi đấy vườn rộng, trồng nhiều cây trái, lại rào rưa nên trẻ con hay sang nhà ông bà tôi bẻ trộm chuối, khế hay chơi trốn tìm ngoài bờ tre. Thằng bé cùng làng mò vào trốn. Giữa trưa nắng, chẳng hiểu đi đứng thế nào mà lộn cổ xuống giếng nhà tôi. Đến tối, mẹ nó đi tìm khóc lóc thảm thiết. Cả làng đổ ra sông mò, mò đến trưa hôm sau vẫn không thấy. Lúc này mới vào nhà tôi múc nước rửa chân, cái cầu rơi xuống đập cục vào đầu thằng bé. Xác nó vớt lên, làng giữ chặt không cho mẹ nó vào gần. Đấy là phong tục của dân trải lưới, phàm người chết đường chết chợ, đặc biệt là chết trôi sông thì phải tán ở ngoài đường, cấm không cho mẹ đến gần. Giữ được một lúc thì mẹ nó vùng ra được, chạy lại ôm sát con. Bất chợt thằng bé co giật mạnh, từ các lỗ trên mặt nó, miệng, tai, mũi và hai hốc mắt, máu tươi chảy ra thành dòng hòa với nước rơi lại vào giếng nhà tôi tong tỏng. Táng xong thằng bé, mấy đứa trẻ con cũng không mò sang vườn nhà ông bà ngoại tôi chơi nữa. Và cũng từ đấy sinh ra nắm chuyện quái dị. Đợt đấy, nhà tôi chẳng dám dùng nước giếng nữa, chuyển sang dùng nước mưa ở cái bể to. Cái bể to nằm ở gần sân sau nhà cậu D bây giờ. Muốn ra phải đi qua cái giếng. Bà tôi bảo, vào những đêm sáng trăng, chỗ cái giếng hay có tiếng trẻ con than khóc, rồi tiếng kêu cứu thất thanh. Thế nhưng chẳng ai dám ra xem thế nào cả. 3 tháng sau, ông tôi nhờ thầy trong làng đến cúng. Cúng 3 hôm liền. Từ đấy, cái giếng không còn tiếng ai oán nữa. Ông tôi đem miếng gỗ to mà đậy lại. Bẵng đi một thời gian, con cháu chẳng để ý, ông bà cũng chẳng nhắc, chẳng hiểu ai bỏ cái nắp ra, cả nhà lại múc nước dùng bình thường. Năm 2004, cái giếng đột nhiên trào nước xối xả, nước phù sa đỏ lòm như máu loang khắp sân. Đến ngày hôm sau thì hết, nhưng mực nước cứ giữ xâm xấp ở miệng dù trời nắng to. Trong quan niệm của nhiều người, động thổ nghĩa là động vào vong và động vào thổ địa. Đất mang khí âm, nước sông mang khí âm, đem khoét một lỗ sâu trên mặt đất mà cho âm quyện với âm. Cái giếng chẳng khác nào đường đi tắt của vong vào đất người sống. Chuyện này vốn dĩ chẳng hay ho với bất cứ gia đình nào, đặc biệt là với những người mang nợ hà bá. Có một điều bà tôi dặn đi dặn lại khi anh tôi còn nhỏ: đi ra ngoài thì mở cửa phòng thật to, còn khi vào phòng thì phải đóng cửa thật kín. Năm 2004 là năm con Linh bị ma dụ và theo về nhà. Cũng là năm bà tôi bắt đầu đưa con chó đá vào để trong vườn. Hai hốc mắt nó phẳng lì, lạnh lẽo. Chẳng hiểu do cố tình xoay đặt hay không mà hướng thẳng ra phía cái giếng cổ năm xưa. Người ta bảo chết trẻ thiêng lắm, nhưng cũng dễ hòa giải. Cái vong thằng trẻ con năm xưa sau đợt cúng 3 hôm đã không còn nữa. Thế nhưng chỗ cái giếng vẫn thỉnh thoảng vang lên tiếng u u như tiếng gió đập vào hai bên thành, rợn tóc gáy. Từ hồi cậu D chuyển cái chuồng chó về gần đấy, hai con chó chẳng cắn đêm nữa. Mỗi tối xích nhốt vào chuồng, chúng nó lại trở nên khó bảo, lồng nộn hay giãy đạp loạn xạ. Cái hôm con Linh bị ma theo về, chỗ cái giếng cổ vẫn im lặng như tờ. Trở lại chuyện hai con chó bà tôi nuôi năm cậu mợ D đẻ con Linh. Cái đêm mợ L đẻ, trong làng có con chó mẹ cũng sinh ra một đứa, chỉ 2 con chó con. Bà tôi thích lắm, xin cả 2 con về nuôi, đặt tên là Tin và Mích. Bà tôi bảo 2 con này bằng tuổi con Linh, coi như là bạn nối khố. Càng sống lâu, 2 con càng tỏ ra trái tính trái nết. Con Tin vui vẻ hoạt bát bao nhiêu thì con Mích lại tỏ ra lầm lì, lúc nào cũng gầm gừ trong cuống họng, mắt vằn đỏ liếc xung quanh. Buổi sáng hôm mộ con Tin bị đào mất, bà tôi chết lặng. Bà tôi đứng rất lâu cạnh cái mộ chó trong vườn sau nhà cậu Đê, mắt bần thần tím tái. Đến trưa thì mời sư thầy đến nhà. Sư thầy đến nhà tôi ra cái mộ chó, bất chợt tay lần chẳng hạn mà như nói bâng quơ: nhà bà xưa nay chỉ nuôi có 1 con chó, không có còn thứ hai. Sư bảo giờ đem lấp cái hố đi, nhưng đừng lấy đất bờ sông ở khu này.
Thế nhưng cậu Đê chẳng quan tâm, đợi bà với sư vào nhà, cậu tôi đem đất hai bên mà lấp hố lại cho đỡ mất công. Cái khoanh đất 3 năm sau vẫn còn nâu mới roi rói. 3 ngày sau khi lấp, có chó lạ xuất hiện trong vườn nhà bà tôi. Bọn này chỉ đến lúc nửa đêm gào lên ăng ẳng, chạy lạo xạo ngoài vườn, nhưng tuyệt nhiên mấy con chó nhà cậu không sủa lại tiếng nào. 3 đêm liền, con chó lạ sủa ngoài vườn nhà bà, sát bờ bãi ra sông. Tiếng nó cứ to rồi nhỏ dần, như chó sói tru, rồi tiếng rít và tiếng cắn hai hàm răng vào với nhau cồm cộp, càng lúc càng sát vách nhà bà tôi. Đến hôm thứ 3 thì người nhà tôi mới dám ra đoạn đi ngó. Cái chỗ bờ tre gần đấy dày đặc dấu chân chó quấn lấy nhau, cứ thế xa dần vườn mà ra đoạn bờ tre. Đến gốc tre thì dừng hẳn lại. Cậu Đê thấy lạ, đem xẻng ra xúc. Được một quãng thì kinh hãi nhận ra, dưới gốc tre ngoài bờ sông là xác con Tin và con Mích. Con Mích đầu vẫn đội nón, nhưng mồm ngoạm chặt lấy cổ con Tin, trào máu đen xỉ chỗ kẽ răng. Bà ngoại tôi bảo cậu mang xác hai con mà đốt đi, rồi lấy cho trộn vào đất sét đắp lại chỗ bờ tre như trước. Từ đấy tiếng con chó lạ cũng chẳng còn. Cái năm 2004, nước giếng phun lên đỏ lòm, con Linh 2 lần bị ma dụ, cả nhà hoang mang lắm. Sau đợt đấy thấy bà tôi hay sách bị ra sông từ lúc sáng sớm tinh mơ 10 ngày liên tục, rồi bà chẳng ra nữa, chỉ thấy đặt con chó đá ở góc vườn sau nhà cậu Đê. Con chó đá không có hốc mắt, bà lại mời sư sang trấn yểm. Nhìn thấy bãi đất nâu tươi chôn con Tin năm xưa, sư chỉ thẳng mặt cậu tôi mà mắng nhiều lần. Ngày hôm đấy sư không về chùa, ở lì lại chỗ vườn sau nhà mà tụng kinh với bà tôi. Sáng hôm sau sư gọi cậu tôi ra, mặt rầu rĩ mà rằng: mẹ cháu xưa nay nuôi nhầm con chó độc, chỉ nuôi một con mà ngỡ như hai. Con chó độc này luôn tỏ ra hoạt bát mạnh mẽ, nhưng lúc nào nó cũng muốn tìm cơ hội mà giết mẹ con cháu. Nhà cháu có cái tinh ngựa đánh trận khôn lắm, nhờ vía nó canh mà con kia chưa làm hại được ai. Nay bà ngoại tôi đem chỗ đất sét trộn cho hai con lúc trước nhét vào khối đá, đúc thành hình con chó, đặt yểm ở vườn nhà để tránh nó chạy trốn ra sông. Lại khoét mắt đi để phòng cho nó không thấy đường mà làm trò càng nhiễu. Cái chỗ vườn yên ổn một thời gian, cho đến năm khí âm xoay vần, bà tôi đau yếu đi hẳn. Con chó đá chẳng hiểu do ai đem đi, tự nhiên chuyển vào trong vườn bà. Nó vẫn im lìm, nhưng chỗ hốc mắt trống trơn, chẳng còn hướng ra cái giếng như trước nữa. Từ sau cái ngày con chó đá bị đập nát đầu ở vườn bà, những chuyện kỳ dị quanh khu nhà tôi cũng nhiều phần giảm hẳn. Chẳng còn tiếng hú ban đêm ngoài bờ sông, hay những tiếng gọi phía vườn sau nhà cậu Đê. Ngày hôm đấy, cậu tôi mang cái xác chó đá và hai tròng mắt dính máu nhét vào bị và ném xuống sông. Dòng nước đỏ quạnh nuốt chửng cái bao tải, sủi bọt trắng xóa rồi chìm nghìn. Cách đây hơn 1 năm, người ta bắt đầu làm dự án thành phố ven sông Hồng. Lúc này cái bãi gần bờ sông nhà tôi cũng đã mất gần hết, chỉ còn một chút bờ be bé thoải ra ngoài. Sông vào sát làng, lở luôn cả bụi tre và bãi đất năm nào, cuốn đi hết những cái xác người chết trôi vùi đấy. Những cái xác lại trôi xuống đáy sông và có lẽ chẳng bao giờ nổi lên được nữa. Ngày đổ cái kè đá, cả làng nhộn nhịp hẳn. Dân bảo bởi dự án làm xong, giá đất lên tha hồ mà hưởng lợi. Người người nô nức ra ngắm từng đoàn thợ kéo về. Tiếng xe cầu, xe ben chạy ì ì, đổ đá ầm ầm suốt cả ngày. Chỗ bãi tre ngày xưa giờ thay bằng cái kè toàn đá tảng, chạy dài tít tắp, trắng phớ hai bên bờ. Thợ dựng lán ở cạnh sông cho tiện làm. Người làng tôi bảo cái kè đá cướp đất của những u linh ngoài bãi và cả của loài ma nam. Hàng đêm vẫn có tiếng nhảy ùm ngoài sông và cả tiếng cười đùa ý ới. Làng tôi ai cũng biết nhưng cũng chẳng dám ra ngóng. Chỉ thấy ít lâu sau, thợ không còn làm đêm, tiếng máy ủi xe ben cũng bặt tích. Mọi chuyện cứ bình lặng trôi đi
chẳng còn hồn ma bóng quế, và cũng chẳng còn những việc làm người nhà tôi hoang mang. Đêm đấy bà tôi ốm, cái chân bà tôi lại dở chứng, đau hết hai bên đầu gối. Mỗi lần đi ra đi vào lại gặp khó khăn, thế nhưng bà cũng vui vẻ hơn và cũng không còn cáu kỉnh như đợt trước nữa. Người nhà tôi có thói quen đi ngủ muộn, tối thường tụ tập chè nước ở sân nhà cậu Đê, đến quá 11 giờ mới ai về nhà nấy ngủ. Đêm đấy cũng vậy, gió sông thổi vào hiu hiu lạnh lạnh, không khí thoáng đãng làm câu chuyện trở nên vui vẻ hơn. Đến 10 rưỡi bà tôi đau chân bỏ về phòng, mọi người vẫn ngồi lại uống nước. Từ nhà cậu Đê xuống nhà bà khoảng 20 mét, bà vừa bước vào phòng chưa kịp bật điện thì đứng sững lại mà ú ớ không nói được câu nào. Người nhà tôi thấy thế chạy xuống, bà đứng yên trước thềm run run chỉ vào cái khe cửa. Cửa mở hờ, đằng sau bóng tối chỗ cái khe cửa không khít đấy, hai con mắt đỏ lòm trừng trừng nhìn ra ngoài. Cậu Đê đạp cửa xông thẳng vào, thấy chỗ đấy có cái bóng đen lù lù nhảy qua cửa sổ rồi biến mất chỗ bờ sông. Cậu toan đuổi theo thì bà giữ lại. Mặt bà trắng bệch, thở dốc mà bảo con cháu: vong này ở nhà mình lâu rồi. Thế rồi bà chẳng nói gì nữa, mắt buồn mang mác nhìn ra sông. Cả nhà có gặng hỏi bà cũng chẳng trả lời. Phía bờ sông nước vẫn cuộn đục ngầu.